Củ sen nặng tới nửa kg, hạt sen trong và bở tơi, gạo sen nhỏ li ti, nhụy sen thơm ngát, lá sen xanh bánh tẻ là những nguyên liệu chính để chế biến ra 4 món ăn chính từ sen. Từ củ sen thái mỏng kết hợp với rau, lạc, nước chua ngọt, vị đầu bếp này đã chế biến thành món nộm củ sen vừa mát vừa thanh và đặc biệt giúp giải nhiệt vào mùa hè. Thịt xay nhỏ cùng củ sen, miến, hành, nấm hương, mộc nhĩ, chế biến thành món nem sen vô cùng hấp dẫn. Trong các món ăn từ sen, có hai món chủ đạo là gà hấp sen và bánh sen. Hai món này không thể thiếu hạt sen và củ sen. Với đặc tính bình, vị ngọt và thanh mát, các món ăn từ hạt sen sẽ giúp an thần, hạ huyết áp và cho giấc ngủ ngon, tinh thần được thư thái hơn. Ngấm vào được con gà nó làm cho có thêm vị ngọt của con gà. Nên nó khác với các món gà thông thường khác, đó là nó có một vị đặc trưng riêng biệt. Gà sau khi được tẩm ướp kỹ, được cho hạt sen, gạo sen, nhụy sen vào trong, rồi cho thêm củ sen và bọc bằng lá sen kín. Sau đó đưa vào hấp cách thủy khoảng 20 phút. Thưa quý vị, món gà hấp sen của chúng ta đã chế biến thành công ạ. Có thể thấy rằng một cái lá sen được bọc bên trong là con gà thì làm cho cái vị thơm của gà nó được giữ nguyên và không mất đi hơi nước. Có thể thấy rằng là sau khi ăn một cái miếng gà được hấp từ những cái hương vị từ sen thì tôi có một cái cảm nhận miếng gà rất là ngọt và đặc biệt là rất là thơm, cái mùi thơm từ nhụy của hoa sen, và đây là cái mùi đặc trưng của bông hoa sen. Trà sen này được ướp từ trong những bông sen rất đặc biệt ở sen Đầm Trị, nó có hương vị rất thơm đặc biệt mà không đâu có được. Vâng. Khi chúng ta rót chén trà là nước nó xanh mà nó có mùi thơm rất là tinh túy. Và uống lên đầu lưỡi thì nó có vị đầu hơi chát chát một chút, sau đó là nó ngọt 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 dần. Hoa sen có vai trò và vị trí đặc biệt cả về tâm linh và văn hóa đối với người Việt, là biểu tượng trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông. Sen có cả hương lẫn sắc. Hương sen không quá nồng mà dịu, gợi lên sự thanh cao, tươi sáng. Sen xuất hiện trong mọi mặt của đời sống văn hóa nghệ thuật Việt. Và những món ăn từ sen cũng đã trở thành những món ăn hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế khi tới Việt Nam.